Đây là một cái trò ảo thuật siêu đặc biệt. Có nghĩa là mình sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng là tay mình cực kỳ nhanh luôn. Ở đây mình có một cái bộ bài nè, và có rất là nhiều lá đúng không? Đúng rồi. Và có rất là nhiều lá bình thường. Đúng rồi. Rồi, thì bây giờ mình muốn mời khán giả chọn một lá bài bất kỳ dưới bộ bài, con nào cũng được, không quan Con trọng. nào? Rồi, lấy ra cho camera xem. Rồi. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ nhét con này vào giữa bộ bài. Ừ, Ok. rồi rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy ra một số con bài, mình lật ngược lại như vậy. Ok. Và bây giờ nè, mình sẽ để nó sắp và ngửa, một tụ sắp và một tụ ngửa Rồi. đang xen vào nhau. Đúng Đúng rồi, không? đúng rồi. Nhìn kỹ nha. Đây là tụ ngửa này và đây là tụ sắp này. Đang xen vào nhau như vậy. Và như anh thấy một cách rất là chậm chạp và rõ ràng, bộ bài sắp và ngửa lộn xộn với nhau. Đúng Đúng không? rồi, đúng Mình trải ra cho anh xem luôn. Bộ bài sắp ngửa, con này không phải con chọn đúng không? rồi. Đúng rồi, Đó thì đại khái là nó rất là nhiều con sắp ngửa lộn xộn với nhau. chính Và anh có thấy con chọn trong đây không? xác. Ừ. Ừ, không có thấy cả. Thì nói chung là nó ở trong Chắc mặt được con cái bài đó rồi, thì nó hay. cũng hên xui lắm. Bây giờ nhìn kỹ nè. Anh để bàn tay lên đi. Đây. Nhìn kỹ đi nha. Muốn làm cái gì? Có nghĩa là mình đang làm một cái động tác rất là nhanh. Có nghĩa là anh chỉ thấy mình làm như vậy thôi, thực ra mình Đúng đã rồi. xếp lại hết bộ bài rồi đó. Ồ, Bỏ tay ra. bỏ tay ra. Và nhìn kỹ nha, rất là chậm. Và khi mình trải ra thì giữa bộ Wow, bài tất cả lại hết rồi. đều úp lại hết, duy nhất Đúng rồi. một con anh chọn, đó Đúng chính rồi. là con 10 cơ lật ngược lại. Ồ, Thấy mình hay nhanh tay quá. không? Nhanh, rất là Không nhanh kịp tay thấy đúng không? luôn. Ok, thì đó chính là trò thuật này.